Naomi Campbell, nổi danh là siêu mẫu đình đám đã tạo nên thành công của The Face. Trong suốt những năm đồng hành cùng chương trình tìm kiếm người mẫu nổi tiếng này, Naomi Campbell đã gặp chuyện dở khóc dở cười khi bị chính học trò cướp bạn trai. Là Tử Lâm, Lô Zilin, sinh năm 1987 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Từ nhỏ, La Tử Lâm đã nhận được sự giáo dục vô cùng chỉnh chu từ gia đình. Cô được học tiếng Anh từ rất sớm và có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh vô cùng lưu loát. Đó cũng chính là điểm cộng để La Tử Lâm bước chân vào sàn diễn quốc tế. Từ khi 16 tuổi, La Tử Lâm đã là gương mặt quen thuộc của các cuộc thi. Từ cuộc thi người mẫu thời trang quốc tế được tổ chức tại Thượng Hải cho tới vô số các cuộc thi lớn nhỏ khác, La Tử Lâm đều có mặt và gây chú ý với chiều cao 1m83 của mình. Là một cô gái bình thường, chiều cao này có lẽ là trở ngại, như với La Tử Lâm, người khao khát theo đuổi con đường người mẫu chuyên nghiệp lại là điểm cộng trời ban. Năm 2011, La Tử Lâm xuất sắc đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc năm 2011. Sau đó, cô nàng xuất sắc lọt vào top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2011 được tổ chức tại São Paulo. Không đạt được vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, nhưng La Tử Lâm lại bất ngờ gặp được quý nhân và người đó không ai khác là báo đen sừng sỏ của làng mốt thế giới, Naomi Campbell. La Tử Lâm có tên tiếng Anh là Rosalind. Khi ra nước ngoài, cô thường xuyên dùng tên này để giao tiếp. Truyền thông ngày ấy đưa tin, La Tử Lâm được Cận Vũ Tây, ba trùm truyền thông hàng đầu showbiz chống lưng. Nhờ những mối quan hệ của mình, Cận Vũ Tây đã móc mối giới thiệu La Tử Lâm với Naomi Campbell. Không rõ Naomi có được lợi gì khi nhận lời giúp đỡ La Tử Lâm trong bước đường lập nghiệp tại Mỹ hay không. Nhưng đường đi nước bước mà nàng báo đen vạch ra cho cô học trò được xem vô cùng hoàn hảo. Khi tham gia cuộc thi, nàng hậu hiển nhiên trở thành một trong những thí sinh tiềm năng nhất được Naomi Campbell quyết giành về đội. Dưới sự chỉ bảo và hướng dẫn của siêu mẫu nổi tiếng thế giới, cô nàng lại tiếp tục giành được ngôi vị á quân đầu tiên tại The Face phiên bản Mỹ. Chung cuộc, Naomi chỉ trở thành á quân The Face US, nhưng con đường đi sau đó của cô nàng lại cực kỳ thanh thản với sự hướng dẫn của sư phụ nổi danh. Nhiều người cho rằng, cái danh xưng Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc của La Tử Lâm còn không giá trị bằng cái tên học trò cưng của Naomi Campbell mà cô nàng chân dài xứ Trung có được. Nhờ dưới sự chống lưng của Naomi, La Tử Lâm nhanh chóng có được những mối quan hệ giá trị tại Hollywood. Con đường sự nghiệp cũng thênh thang. Giai đoạn 2012-2013 được xem là thời kỳ hoàng kim của La Tử Lâm. Cô nàng xuất hiện trên hầu hết các sàn diễn chữ T danh giá, xuất hiện trên hàng loạt tạp chí hàng đầu với những món hợp đồng quảng cáo béo bở. Và cướp bồ ngoạn mục và cái kết đắng. Cuộc sống của La Tử Lâm khi ấy trở thành một giấc mơ đối với nhiều siêu mẫu xứ Trung. Nhưng rồi, những ngày đẹp trời ấy bỗng chốc trở thành cơn giông bão khi La Tử Lâm quyết định lật mặt từ cô học trò cưng thành cô bé bạc bẽo. Rất nhiều năm về trước, nhắc tới La Tử Lâm, người ta sẽ mỉm cười và tự hào rằng đó là nàng hoa hậu Trung Quốc sải cánh trên sàn diễn quốc tế, là học trò cưng của báo đen Naomi Campbell. Thế nhưng, những lời khen ấy đã nhanh chóng tan biến như bong bóng xà phòng cho đến một ngày đẹp trời vào tháng 6 năm 2013. Chính La Tử Lâm đã tự tay đẩy sự nghiệp của bản thân đi vào ngõ cụt khi nẵng tay trên cô giáo của mình, cướp đi người đàn ông mà siêu mẫu Naomi yêu thương nhất. Tháng 6 năm 2013, cô lộ ảnh thân mật trong kỳ nghỉ du lịch với tỷ phú người Nga Vladimir Doronin. Họ âu yếm công khai khi đi nghỉ tại Tây Ban Nha. Lúc này, báo đen làng mẫu mới biết cô học trò mà mình luôn hết mực nâng đỡ lại là kẻ đâm sau lưng. Giữa tháng 5, Vladimir Doronin đã nói lời chia tay với Naomi Campbell với nguyên do không được tiết lộ. Vài tuần sau đó, Vladimir Doronin bị bắt gặp ôm ấp, đùa giỡn cùng với La Tử Lâm trên chiếc du thuyền neo đậu ở hòn đảo Ibiza ở Tây Ban Nha. Đến lúc này thì có lẽ mọi người đã đủ hiểu lý do Naomi bị người yêu tỷ phú 5 năm đá. Một người bạn của báo đen làng mốt chia sẻ, họ yêu nhau 5 năm và chia tay hồi tháng 5. Tháng 6, anh ta đã ở bên người phụ nữ đó. Naomi Campbell thật sự đáng thương. Cô ấy đã tuyên bố không thể hợp tác cùng với người đã phản bội mình. Ngay sau đó, người mẫu Jocelyn Chiu, người từng cùng La Tử Lâm ở trong đội Naomi, ngay khi biết chuyện chia sẻ trên Twitter, tôi hoàn toàn sốc và thất vọng về đồng đội Tử Lâm. Đúng là, đừng bao giờ đánh giá một cuốn sách chỉ qua vẻ bề ngoài của nó. Yêu chị, Naomi Campbell. Khi ấy, trong mắt nhiều người, Naomi trở thành người phụ nữ đau khổ nhất thế giới khi bị người yêu 5 năm và người học trò thân thiết cùng đâm sau lưng. Cùng lúc này, dư luận hoàn toàn đứng về phía nữ siêu mẫu. Các trang truyền thông và báo chí đồng loạt chỉ trích Zilin là hồ ly. Trước những đồn thổi về chuyện tình rắc rối này, Naomi đã có dòng chia sẻ đầu tiên trên trang cá nhân Twitter mà ai cũng hiểu rõ là nó dành cho La Tử Lâm. Khi ai đó không hiểu và không biết quý trọng thiện chí mà người khác dành cho họ, thì đó cũng là lúc họ bắt đầu đánh mất giá trị của mình. Và tất nhiên, người thứ ba dù trong trường hợp nào cũng không thể nào nhận được cái nhìn thiện cảm từ dư luận. Từ niềm tự hào của giới mẫu xứ Trung, La Tử Lâm trở thành con rắn độc phản bội ân sư, kẻ vong ân bội nghĩa, hồ ly tinh, v.v.
Nhưng khi ấy, những lời mắng chửi đó với La Tử Lâm có lẽ chỉ là mây gió thoáng qua, bởi cô đang bận rộn với những cuộc du hí du thuyền hạng sang với bạn trai tỷ phú. Ngay sau scandal, cô nàng đã bị công ty quản lý người mẫu danh tiếng Miss Model Management NYC sa thải với lý do thiếu chuyên nghiệp, vi phạm đạo đức nghề nghiệp không thể chấp nhận được. Nhiều người cho rằng quyết định này có sự tác động của Naomi. Tuy nhiên, phía Miss Model cho hay, quyết định này không liên quan tới sự tác động của bất kỳ ai, mà do phía La Tử Lâm không tuân thủ theo hợp đồng quy định, tự ý hoạch định kế hoạch riêng mà không theo định hướng của công ty. Các nhãn hàng cũng không mấy mặn mà với La Tử Lâm và hầu hết các dự án tiếp theo của cô nàng tại Mỹ đều gần như đóng băng. Nhiều ý kiến cho rằng Naomi đã phong sát cô học trò cũ như một câu trả lời cho thói vong ân bội nghĩa. Tất nhiên, dưới sự bảo bọc của bạn trai tỷ phú, La Tử Lâm lúc ấy chẳng mấy quan tâm tới những chuyện này mà bận rộn trở thành cô người yêu ngoan hiền. Chuyện tình của nàng hoa hậu Trung Quốc và tỷ phú người Nga cũng không kéo dài được lâu, khi cả hai không còn hứng thú như lúc đầu. Năm 2015, Jilin lẳng lặng về nước. Chính scandal ồn ào đã khiến Jilin bị người dân quê nhà tẩy chay vì quá xấu hổ. Họ còn yêu cầu trút ngôi hoa hậu của người đẹp sinh năm 1987 này. Sau Vladimir Doronin, La Tử Lâm công khai hẹn hò với nam ca sĩ La Trung Húc, người hơn cô 18 tuổi, nhưng mối tình này cũng sớm nở tối tàn. Năm 2016, cô nàng hoạt động mạnh mẽ hơn tại làng mốt Trung Quốc, nhưng không nhận được nhiều sự quan tâm. Theo Sina, Hoa hậu Hoàng Vũ 2011 lúc này chỉ còn là tên tuổi hạng C trong thị trường đại lục. Suốt một thời gian dài, dưới ánh nhìn nghi kỵ của fan hâm mộ, La Tử Lâm nhận rất nhiều show diễn, thậm chí cả các show cách xe thấp để lấy lại hình ảnh bản thân. Dù không còn nhiều sự mặn mà, nhưng La Tử Lâm vẫn nhận được các show diễn từ những nhà mốt lớn. Một trong số ít lần tham gia hoạt động nghệ thuật sau scandal tình ái, Jilin than thở: "Tôi thấy mình như người mới chập chững vào showbiz, phải bắt đầu lại từ con số 0." Một người bạn La Tử Lâm nói trên QQ: "Nếu được lựa chọn lại, cô ấy sẽ không làm như thế. Một phút say mê đã trả giá bằng sự nghiệp." Hiện tại trên trang cá nhân của mình, La Tử Lâm vẫn thường xuyên cập nhật về cuộc sống của bản thân. Nhưng tất nhiên, ngay dưới những bài chia sẻ, nhiều anti-fan vẫn nhắc về tai tiếng tiểu tam không thể nào quên được của nàng chân dài. Cũng từ đó, bên cạnh La Tử Lâm không còn là những từ khóa như chân dài đẳng cấp, học trò cưng của báo đen, áo quần The Face, mà bẻ bàng chính là hồ ly giật bồ, cô học trò bạc bẽo, rắn độc, vân vân. 7 năm đã trôi qua, La Tử Lâm bây giờ không còn được phủ lên mình tấm hào quang lung linh trên những sàn diễn chữ T lộng lẫy năm xưa. Bên cạnh La Tử Lâm cũng chẳng còn là ngài tỷ phú người Nga Vladimir Doronin. Cũng chẳng rõ, Naomi Campbell còn nhớ hay quên cú đâm sau lưng đầy chí mạng từ cô học trò cũ.